Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nghe tin cụ Duyên mất, Phạm Việt Cường sinh năm 1982 là cháu đích tôn về quê chịu tang bà nội. Khi còn sống, bà Duyên đã nói rõ di nguyện hỏa táng thân thể để tránh phiền lụy cho con cái về sau. Đại gia đình làm theo di nguyện này, chỉ có Cường không hài lòng. Vì không được tham gia vào việc bàn chuyện hậu tang lễ cho bà nội, Cường bức xúc. Trong quá trình tổ chức tang lễ, Cường liên tục có lời lẽ xích mích với cô bác, anh em trong nhà. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm vào ngày 9 tháng 9, gia đình đưa cho cốt bà Duyên từ Hà Nội về địa táng. Giờ mai táng đã được gia đình bàn bạc và quyết định trước đó. Một mình một ý, Cường kiên quyết phản đối vì cho rằng bà Duyên tuổi tỵ không được hạ huyệt vào giờ thân. Giữa đám tang, Cường to tiếng cãi vã. Dù cho mọi người ra sức khuyên can, Cường vùng vằng cởi bỏ áo, khăn tang trong lúc chuẩn bị hạ huyệt. Đến tối ngày 9 tháng 9, sau tang lễ cho cụ Duyên, 11 người là con gái, dâu rể của bà Duyên tề tựu tại nhà bà Phạm Thị Bình ở phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ để tổng kết công việc. Đề phòng Cường đến cuối rối, anh Nguyễn Xuân Giang và chị Lê Như Thủy ngồi bên ngoài trông chừng em họ. Khoảng 20 giờ, Cường một lần nữa xông vào phá đám, nhưng không thành nên đã bỏ ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau đó, người dân trong phường nháo nhác bởi tiếng gào thét kinh hoàng và ngọn lửa bốc lên từ căn phòng của nhà bà Bình. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 9 tháng 9 tại nhà bà Phạm Thị Bình, sinh năm 1973, trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Bà Bình là cô ruột của đối tượng Cường. Chị Thu, một nhân chứng kể lại, khi em chạy đến nơi, mỗi người như là một ngọn đuốc sống, chạy nhảy khắp nơi đến khi dập được lửa thì ai nấy đã đen sì, mùi da thịt và quần áo cháy khét lẹt. Cảnh tượng khi ấy thật kinh hoàng. Bàn thờ bà ngoại vẫn còn nguyên, chứng tỏ lửa không thể bén ra từ đây. Hậu quả là 9 trong số 11 người ở trong phòng đã bị bỏng nặng. Trong số này có bà Phạm Thị Bền, sinh năm 1956, là mẹ ruột của Cường. Các nạn nhân đều phải đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Đau lòng hơn, trong số 11 nạn nhân, có 4 người đã thiệt mạng do bị bỏng. Ngay sau khi gây án, Cường trốn khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú vào sáng hôm sau. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định bắt tạm giam Phạm Việt Cường, sinh năm 1982, trú tại thành phố Thanh Hóa, khởi tố về hành vi sát hại người để điều tra vụ án. Cụ Duyên có 7 người con thì chỉ có duy nhất bố Cường là con trai nối dõi tông đường. Một cơn bạo bệnh đã cướp đi mạng sống của cha Cường, để lại người vợ là bà Phạm Thị Bền, sinh năm 1956, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, cùng 3 đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Mẹ Cường trở thành trụ cột, gánh vác mọi công việc trong gia đình. Anh trai lớn của Cường vì đua đòi đã dính vào nghiện chất cấm. Cai nghiện rồi lại tái nghiện, cứ như vậy, cảnh nhà vốn đã khó khăn lại càng thêm sa sút. Cực chẳng đã, mẹ Cường buộc phải bán đi căn nhà được thừa kế của gia đình nhà chồng, cũng từng là tổ ấm một thời của gia đình. Không lâu sau đó, anh trai của Cường cũng qua đời tại một trung tâm cai nghiện. Ngay tổ chức đám tang cho anh trai, một vấn đề đã xảy ra. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình nảy sinh và tồn tại từ lúc đó cho đến sau này. Khi anh trai mất, nhà Cường cũng chẳng có nơi để làm tang. Khi ấy, Cường muốn tổ chức đám tang trong căn nhà của người cô ruột là bà Bình, người may mắn thoát nạn trong ngọn lửa sau này, nhưng không được cô Bình và các anh em trong dòng tộc đồng ý. Cường nghĩ đó cũng là mảnh đất hương hỏa của gia đình. Anh trai Cường thì đã qua đời, nghĩa tử là nghĩa tận. Cường cũng muốn cho anh được toại nguyện, không phải lang thang vật vờ. Nhưng bà Bình và những người nhà thì lại cho rằng căn nhà trên miếng đất đã được thừa kế cho bà Bình. Thủ tục sang tên đổi chủ cũng đã hoàn tất. Bà Bình bất hạnh hơn các chị em gái trong gia đình, chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ đẻ nên được ở lại căn nhà trên. Bà Bình cũng như nhiều người khác không muốn đưa một người đã bị bệnh vào gia đình mai táng.
mâu thuẫn không được giải quyết một cách triệt để, vì thế cứ âm thầm diễn ra, trở thành nỗi hận thù trong lòng Cường. Về phần Cường, trong thời gian theo học tại trường y tại Thái Nguyên, Cường quen Quỳnh Anh, cô gái quê ở Thanh Hóa, rồi cả hai tìm thấy ở nhau sự hòa hợp về tâm hồn. Sau khi ra trường, phần vì hoàn cảnh gia đình, phần theo tiếng gọi của tình yêu, Cường theo vợ vào Thanh Hóa lập nghiệp. Lang thang một thời gian, Cường qua các mối quan hệ quen biết của gia đình bên vợ, xin vào làm việc tại một nhà máy sản xuất gạch, rồi sau đó theo học tại trường đại học xây dựng. Một tai họa xảy ra đã khiến Cường chao đảo, ấy là khi đứa con trai của Cường mắc căn bệnh nan y, không có khả năng chữa trị. Vì chán nản, Cường ở nhà một năm, sau đó mới xin vào làm y tá tại một bệnh viện của tỉnh Thanh Hóa. Nhiều đêm nằm vắt óc, Cường nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu của gia đình mình và cay đắng tủi nhục. Nỗi uất hận không được giải tỏa, lâu ngày ấp ủ trở thành sự thù hận trong lòng. Trong tâm khảm của Cường, Cường cũng muốn có một căn nhà ở nơi quê cha, đất tổ, làm nơi thờ cúng người cha, người anh trai. Rồi Cường lại nghĩ đến người mẹ đầu tắt mặt tối, giờ đang phải sống nhờ ở đậu tại một cửa hàng bán hàng ăn, lay lắt cho qua ngày. Và rồi mâu thuẫn đã bùng phát vào buổi tối định mệnh ấy. Chiều 9 tháng 9, sau khi hỏa táng bà nội đưa về nghĩa trang của thị xã, Cường đã cản các cô ruột không mai táng bà nội vào giờ Dậu vì sợ trùng tang, song các bà cô không nhất trí, vẫn làm theo ý của mình. Trong cơn tức giận, Cường không làm chủ được bản thân, liền mua xăng hắt vào căn nhà, nơi 11 người thân trong gia đình đang ngồi bàn bạc giải quyết các vấn đề hậu của đám tang, rồi châm lửa ném vào, gây ra hậu quả đau lòng. Nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu chưa kịp nguôi ngoai, thì cả dòng tộc ấy lại liên tiếp chịu những cái tang chồng chất. Trong số 9 người bị bỏng thì đến thời điểm này có 4 người đã tử vong. Ngọn lửa của sự thù hận, sự nóng giận trong phút chốc đã thiêu đốt tất cả, gia đình, tình thân, nghĩa mẫu tử, đẩy bao gia đình vào cảnh chia lìa, con mất cha, vợ mất chồng. Xót xa thay, đau đớn thay, kẻ gây ra tội ác kinh hoàng ấy lại là đứa cháu đích tôn của cả dòng họ, Phạm Việt Cường, sinh năm 1982, trú tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi nhìn thấy những người thân trong gia đình quằn quại trong lửa, Cường sợ hãi bỏ chạy. Trong bước đường cùng, anh ta chẳng biết đi đâu, về đâu. Lại tìm về nơi mẹ đang nương thân, rồi đến cơ quan công an đầu thú, trong trạng thái vô cùng hoảng sợ. Trong trại giam công an tỉnh Phú Thọ, Cường phải sống trong tâm trạng giằng xé. Cường ân hận về những việc anh ta đã làm. Cường nhắc nhiều đến cô con gái hơn 1 tuổi, cùng người vợ yêu quý của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.